Chúng ta từ bi như tâm Phật, chúng ta sẽ cảm ứng được Ngài đang ở cạnh bên. Phúc lâm chung, chỉ cần khởi niệm, Ngài và chư Thánh ở ngay trước mặt, tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi Phật. Niệm Phật Đại Thừa. Kính thưa quý bạn, ngoài phát tâm Bồ Đề, nguyện niệm Phật để thành Phật, chúng ta còn phải làm những hành nguyện như lời Phật dạy là tự độ và độ tha. Tự độ là tự cứu mình, độ tha là cứu người. Chúng ta đang tu tịnh độ, nghĩa là chúng ta đang tu pháp môn đại thừa cao siêu nhất của Phật. Tịnh là tịnh nghiệp và tịnh tâm. Độ là tự độ và độ tha. Đại thừa là bao la vô cùng tận. Ý nghĩa là khi chúng ta tu niệm Phật đại thừa, phải có tấm lòng bao la vô cùng tận như Phật. Độ người là công đức, không phải là phước đức. Nếu chúng ta có tiền thì đem bố thí để tạo phước đức. Còn nếu chúng ta nghèo không có tiền thì chúng ta khuyên người tu niệm Phật. Công đức lớn hơn phước đức. Nhưng công đức mà thiếu phước đức thì cũng không được hoàn toàn mỹ mãn. Không phải chúng ta bố thí nhiều tiền là mới có nhiều phước đức, mà phải tính ở chỗ chúng ta làm hết sức của chúng ta. Cũng như người giàu có, họ bố thí nhiều tiền nhưng họ lại không tu niệm Phật thì họ cũng không được vãng sanh. Họ chỉ được kiếp sau làm người giàu có mà thôi, rồi cũng phải bị luân hồi. Thời nay, nhiều người chỉ lo tu phước, không lo tu giải thoát. Đây mới thật là đáng tiếc. Khi chúng ta phát nguyện niệm Phật để thành Phật, chúng ta phải một lòng buông xả, tinh tấn, tự độ và độ tha. Chúng ta phải quyết tâm tu để lấy được phẩm cao nhất. Quý bạn đừng hiểu lầm, cho là chúng ta nghĩ như vậy là cống cao ngã mạn hay là tham. Hoàn toàn không phải. Đây là mục đích mà chúng ta phải quyết tâm tu để đi đến viên mãn. Vì khi chúng ta tu không có tín tâm quyết liệt thì chúng ta sẽ bị thối chuyển. Trên cõi cực lạc có 9 phẩm vãng sanh, 3 phẩm thường sanh, 3 phẩm trung và 3 phẩm hạ. Nếu chúng ta được thường sanh sẽ biết trước ngày giờ vãng sanh. Lâm chung, tam thánh sẽ đem hoa sen ngàn cánh của chúng ta tu bấy lâu có được trên ao báu, để chúng ta ngồi vào rồi tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi Phật. Khi đến cõi Phật thì hoa sen liền nở ra, chúng ta sẽ thấy Phật A-di-đà. Ngay lúc đó chúng ta sẽ có kim thân to lớn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và 6 loài thần thông giống y như Ngài. Còn nếu chúng ta chỉ từ độ
mà không có tấm lòng đồ tha, không chịu bố thí để tạo phước đức, thì chúng ta chỉ được hà hạ sanh. Chúng ta sẽ không có được nhiều ưu điểm như người chứng quả thường sanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng được vãng sanh về cõi cực lạc, nhưng phải sống trong hoa sen một thời gian rất lâu để tu tập. Sau khi tu tập thành công, chúng ta sẽ gặp được Phật A-di-đà. Lúc đó, chúng ta mới có đủ kim thân vẹn toàn giống y như Ngài. Tuy nói là ở trong hoa sen tu tập, nhưng cũng được sung sướng như cõi tiên, luôn luôn có chư Bồ Tát ngày đêm dạy cho chúng ta tu hành. Ở cõi cực lạc, không có thai sanh, không có luân hồi, chỉ có hoa sen hóa sanh, nên khi hoa sen nở ra thì là ngày chúng ta thành Phật. Vì vậy mà Phật dạy, khi chúng sanh bất cứ ai niệm Phật Đại Thừa thì đều có một hoa sen mọc lên trong ao báu ở trên cõi Phật. Hoa sen lớn hay nhỏ, màu sắc khác nhau và nhiều hay ít thần lực là phải coi công phu tu tập và hạnh nguyện của mỗi người. Khi chư Phật nhìn hoa sen là biết được công phu cao thấp hạnh nguyện của mỗi người, chứ không có chư Phật nào ngồi trên đó theo dõi để ý chúng ta mà chấm điểm thấp cao. Cũng như chúng ta trồng một chậu kiểng trong nhà, nếu chúng ta xiên tỉa, tưới nước, chăm sóc thì nó mọc tươi tốt, màu có nụ nở hoa, màu sắc rực rỡ. Nếu bỏ bê thì hoa sẽ nhỏ, héo, xấu, thậm chí còn bị chết. Khi niệm Phật cũng vậy, một câu niệm Phật là một giọt nước thần tưới cho hoa sen chúng ta tươi tốt. Nên khi niệm Phật, chúng ta phải niệm tinh tấn, không thối chuyện, không bỏ nửa chừng. Nếu bỏ nửa chừng, hoa sen sẽ bị chết và biến mất trong ao báu. Chúng ta có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ làm, nhưng không thể bỏ câu niệm Phật, vì đây là tương lai vĩnh cửu của chúng ta. Còn tương lai hiện tại chỉ là tạm thời. Chúng ta hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, đừng ham thân giả để mất thân Phật. Cuối cùng hối tiếc sẽ không còn kịp nữa. Khi niệm Phật, phải niệm mỗi ngày. Đừng ba hồi niệm ba hồi không, nở lỡ hoa sen bị chết là công phu tu niệm của chúng ta cũng mất theo. Vì công đức khác với phước đức. Phước đức mình tạo bao nhiêu là có bấy nhiêu, không bao giờ mất. Nhưng công đức mà bỏ nửa chừng thì mất hết tất cả. Mất hết có nghĩa là mất hết công phu tu tập trước kia. Nhưng chủng tử của câu niệm Phật vẫn còn. Chỉ cần chúng ta quyết tâm tu lại thì chủng tử cũng như hạt giống nảy mầm mọc lại. Tuy nói là nói bày, nhưng thử hỏi mạng sống của chúng ta rất ngắn ngủi, nếu không cố gắng, lỡ mất thân này thì đâu còn cơ hội mà trồng lại. Nếu lỡ trồng lại không kịp, tới phút lâm chung không có hoa sen ngàn cánh thì làm sao chúng ta sanh về cõi Phật để xa lìa thế gian tà ma này?
Đức Từ Phụ từ bi, thương chúng sanh vô bờ bến, Ngài biết chúng sanh ngu si, không đủ căn duyên, khó có thể tự tu để giải thoát, nên Ngài tìm ra môn tu niệm Phật để giúp chúng ta đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là mang theo nghiệp để vãng sanh. Khi lên được cõi Phật, dù cho chúng ta có ngu si, nhờ thần lực của chư Phật gia hộ, chúng ta sẽ có đủ trí tuệ để tu tập thành Phật. Tại sao môn tu tịnh độ lại cao siêu đệ nhất? Vì chúng ta có nội lực và tha lực. Nếu không có thần lực của chư Phật gia hộ, chúng ta có tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp cũng không thể thành Phật, nói chi là một đời. Phật nói, môn tu này cao siêu khó tin, nếu ai tin được là người này đã có tu nhiều kiếp, nên kiếp này cơ duyên thuần thục chín mùi mới có đủ trí tuệ chủng tử mà thâu nhập được huyền cơ cao thâm của nó. Ngài Pháp Sư Tịnh Không nói, kiếp này chúng ta gặp được môn tu cao siêu này là chúng ta may mắn, còn hơn là chúng số bạc tỷ. Gặp đã là khó, mà tinh sâu tu niệm thì lại càng khó hơn, quý cũng như mò kim đáy biển ngàn năm một thuở. Ngoài môn tu này ra, thiết nghĩ trên đời Đại Nguyện thứ 18. Vì thương chúng sanh nên Đấng Thừa Phụ A Di Đà đã lập ra 48 đại nguyện, nghĩa là đại thệ. Ở đây tôi chỉ nêu ra đại nguyện thứ 18 của Ngài, vì trong 48 đại nguyện, đại nguyện thứ 18 là quan trọng nhất. Đây là đại nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà. Giả sử tôi thành Phật, chúng sanh mười phương hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về cõi nước của tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm mà chẳng được sanh, thời tôi không giữ ngôi chánh đẳng chánh giác, chỉ trừ những kẻ tạo tội nghịch chê bai chánh pháp. Kính thưa quý bạn, đó là đại nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Ngài nói, nếu chúng sanh trước khi chết mà niệm được 10 niệm liên tục, nghĩa là 10 hơi, không cần hơi ngắn hay hơi dài, mà Ngài không đến nơi tiếp dẫn người đó sanh về cõi cực lạc của Ngài, thì Ngài thề không làm Phật. Qua 48 đại nguyện của Phật, chúng ta thấy Ngài thương chúng ta vô bờ bến. Cha mẹ chúng ta còn chưa thề thốt với chúng ta, vậy mà Ngài thề với chúng ta, cho thấy nỗi khổ tâm và lòng từ bi của Ngài còn lớn hơn trời biển. Chúng ta là phàm phu còn quay nặng lời thề, không dám thề bừa bãi, không lẽ lời thề của Đấng Từ Phụ chúng ta không dám tin sao? Vì thương chúng sanh ngu si không có đủ lòng tin, nên Ngài lập lời thề để giúp chúng sanh có vững lòng tin. Ngài đã làm hết sức của Ngài, chẳng qua chúng ta không có đủ căn duyên phước phần tin sâu niệm Phật. Đây là điều tội nghiệp cho chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta nghi ngờ, nghĩ là nếu trước khi chết mà niệm được 10 niệm sẽ được vãng sanh về cõi Phật, vậy trên thế gian này đâu còn ai?
Kính thưa quý bạn, nghe qua 10 niệm dễ quá, nhưng không dễ, vì có mấy ai trên đời này trước khi chết mà niệm được 10 niệm liên tục? Tại sao? Vì khi một người sắp chết, thần thức bị mê măng, tứ đại tan rã. Tứ đại nghĩa là thân của chúng ta. Chúng ma giành giật, oan gia trái chủ vây quanh đòi nợ, tâm thần hoảng hốt, luyến tiếc mạng sống vợ con, tiền bạc và danh vọng, vân vân. Chưa nói là trước khi chết gặp chuyện không may, thể xác bị đau đớn, sanh tâm oán hận, thì làm sao có đủ sáng suốt để mà giữ chánh niệm? Nghe qua thấy dễ nhưng không dễ, vì một người trước khi chết mà có thể niệm được 10 niệm liên tục là người này đã có công phu tu niệm Phật nhiều năm, nên câu niệm Phật mới được thuần thục in sâu vào tâm thức. Nhờ niệm Phật nhiều năm mà tâm thần được an định, biết thân này là giả, coi nhẹ bản thân, buông xả tất cả. Dù trước khi chết, thể xác có bị đau đớn, họ không bị phân tâm. Vì vậy mà người này mới có đủ sáng suốt, giữ được chánh niệm để niệm liên tục 10 niệm. Dù là một người đã niệm Phật nhiều năm, trước khi chết, nghiệp nặng còn nhiều, không may bị sự đau đớn thể xác, sanh tâm, sanh hận, không giữ được chánh niệm cũng khó được vãng sanh. Điều này chúng ta luôn luôn ghi nhớ và lưu ý. Lỡ chúng ta bị ai đâm chết, ngay giây phút đó chúng ta nên nghĩ đây là nghiệp chúng ta đã gieo, giờ chúng ta phải trả. Không nên sanh tâm thù hận, mà hãy giữ chánh niệm để niệm Phật cho đến khi tắt thở, thì chư Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi Phật. Còn nếu phút cuối chúng ta oán hận quên đi niệm Phật, Phật có muốn cứu chúng ta cũng không được, mà chúng ma sẽ đến rước chúng ta. Cho nên thần thức trước khi chết rất là quan trọng, làm Phật hay làm ma chỉ cách nhau một suy nghĩ của thần thức mà dẫn dắt luân hồi. Vì thấy thần thức trước khi chết rất là quan trọng, nên Đấng Từ Phụ dạy chúng ta tu niệm Phật. Đây là khổ tâm và dụng ý của Ngài. Tại sao người tu niệm Phật trước khi chết cũng cần có thân bằng quyến thuộc hay bạn bè đồng tu giúp đỡ trợ niệm? Tuy chúng ta niệm Phật đã nhiều năm, nhưng có mấy ai dám chắc 100% giữ được chánh niệm trước khi chết? Nếu phút lâm chung có người giúp đỡ hay mấy chiếc hay mấy niệm Phật trợ niệm, thì người chết sẽ nắm chắc 100% vãng sanh. Vì vậy mà người trợ niệm rất là quan trọng, không những người trợ niệm giúp nhắc nhở thần thức của người sắp chết giữ được chánh niệm, mà còn giúp xua đuổi đi những vong hồn oan gia trái chủ đang vây quanh người sắp chết. Kính thưa quý bạn, nếu chúng ta khuyên cha mẹ hay chồng con chúng ta niệm Phật, mà họ không có đủ căn duyên phước phần để tinh sâu niệm Phật, thì chúng ta phải cần niệm Phật tinh tấn và chuyên cần hơn. Tại sao?
vì lỡ trong gia đình chúng ta có người thân sắp chết, lúc đó chúng ta giữ được chánh niệm bình tĩnh, dẫn dắt, khai thị và trợ niệm cho người sắp chết, khuyên họ niệm Phật, thì chúng ta có thể cứu được vong linh của người thân. Còn nếu chúng ta chết trước người thân của chúng ta, khi thấy chúng ta được vãng sanh ra đi tự tại, người thân chúng ta sẽ khởi tâm tin Phật niệm Phật. Như vậy, dù chúng ta đi trước hay đi sau, chúng ta đều có thể cứu được thân nhân của chúng ta. Đây mới là tình thương chân thật. Đạo Phật không phải là tôn giáo, Đạo Phật là giáo học dạy về chân lý, lẽ thật của vũ trụ, tạo hóa, luân hồi, đạo tâm và giải thoát. Phật là người có pháp nhãn thần thông và trí tuệ viên mãn, Ngài thấy khắp tất cả tầng hư không hết pháp giới, cõi trời, địa ngục, đâu đâu Ngài cũng thấy. Vì thấy nên Ngài biết được lẽ tạo hóa, luân hồi, đau khổ của chúng sanh ở khắp mười phương. Ngài đến đây làm thầy, làm cha để cứu dạy dỗ dẫn dắt chúng sanh lìa mê giác ngộ, thoát vòng sanh tử. Đạo Phật là đạo từ bi áo ngã đã luân có hồi gần 3.000 năm, tạo hóa của vũ trụ. Trước kia tôi tưởng trên trời chỉ có ông trời, chư Phật và các đấng thiêng liêng khác, dưới đất chỉ có trái đất của chúng ta. Sau khi học hỏi kinh sách của Phật, tôi mới hiểu trên trời có 28 tầng trời, có 3.000 đại thiên thế giới khác nhau. Nói riêng về cõi Phật đã có nhiều cõi Phật khác nhau rồi, nên mới gọi là mười phương chư Phật. Còn địa ngục thì có 18 tầng, mỗi tầng đều có hình phạt khác nhau. Còn trái đất mà chúng ta đang ở, so với mấy thế giới trên đó thì chỉ bằng hạt cát. Không phải chỉ có trái đất chúng ta là có chúng sanh. Chúng sanh nghĩa là sinh tử luân hồi, mà còn nhiều trái đất ở chung quanh trái đất của chúng ta cũng có chúng sanh. Phật không phải chỉ xuống trái đất này để cứu chúng ta thôi đâu, mà Ngài mỗi giây mỗi phút đang đi khắp nơi mười phương thế giới để cúng độ chúng sanh, nên tới giờ Ngài vẫn chưa nhập Niết Bàn. Tất cả vũ trụ chúng sanh là do tạo hóa tự nhiên, do duyên hợp mà thành, chớ không có riêng một đấng thiêng liêng nào tạo lên. Riêng chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc là do Phật A Di Đà dùng phép lực thần thông trong nhiều kiếp tu tập của Ngài mà xây thành. Các đấng thiêng liêng khác cũng vậy, họ đều có thế giới riêng của họ. Họ tới đây đều cùng một mục đích, dạy cho chúng sanh làm sao thoát khỏi khổ đau luân hồi, nói về chánh đạo. Vì vậy, trên trái đất của chúng ta mới có nhiều đạo và tôn giáo khác nhau.
Chẳng qua mỗi đạo và mỗi tôn giáo đều có đặc điểm riêng của họ. Trước kia chúng ta không hiểu rõ nên chúng ta nghi ngờ. Nay hiểu rõ tạo hóa của vũ trụ, chúng ta nên dẫn dắt gia đình tu niệm Phật để di cư về cõi Phật. Hiểu lầm cúng dường và lễ bái. Lúc tôi chưa hiểu Phật Pháp, tôi thường thắc mắc, tại sao Phật tử phải cúng đèn, hương, hoa, quả và nước cho chư Phật? Tôi nghĩ, Ngài là Phật, thì Ngài đâu cần mấy thứ này làm gì? Nếu Ngài cần mấy thứ này, thì Ngài đâu phải là Phật từ bi như người đời ca tụng. Tôi thấy không đúng nên đi tìm hiểu. Tôi hỏi nhiều bác lớn tuổi, luôn cả ba mẹ tôi, có người nói cúng là cho chư Phật dùng, có người nói cúng là để tỏ lòng thành kính. Tôi thấy hai lý do trên không hợp lý. Tôi hỏi, luật lệ này do Phật đề ra hay do người đời đặt ra? Họ nói là Phật đề ra. Thậm chí tôi nghe nhiều người nói, ồ, tôi bây giờ bị khổ là vì bị Phật và mẹ Quán Âm trừng phạt. Vì năm trước tôi có đến xin Phật và mẹ Quán Âm phù hộ cho con tôi khỏi bệnh, tôi sẽ cúng một mâm trái cây. Rồi sau đó, con tôi được khỏe lại, tôi lại không đi tạ lễ, nên bây giờ bị tai nạn này là vì trời Phật trừng phạt tôi. Tôi nghe riết, rồi cũng hiểu lầm chư Phật. Tuy là tôi tin Phật, nhưng trong tận đáy lòng tôi vẫn còn một chút hoài nghi. Là tại sao Phật lại dạy chúng sanh phải mua hương, đèn, hoa quả và nước để lên bàn thờ trước rồi mới lễ lạy sau? Dù tôi là người phàm phu, khi giúp đỡ người ta tôi còn ẩn danh. Tại sao Ngài là Phật lại dạy chúng sanh cúng dường? Lỡ chúng sanh nghèo không có tiền thì không được phù hộ hay sao? Như vậy hai chữ